Kính thưa quý vị, đây là quyển giảng xưa của Đức Phật Thầy Tây An. Quyển sấm giảng này do Thái Văn Chung Thành Kính diễn ngâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cơn buồn giáo tiết thanh minh, gặm trong thế sự nhân tình đổi thay. Minh tâm thánh trước được bài, làm người sĩ cổ mới dài hiểu kim. Gió đưa mây tạc đôi miệng, sáng sôi giả ngọc cổ kim khác nào. Mưa đơn gió rét ào ào, mây tàn thời tiết thương chào si di. Năm lùi năm khỉ bất kỳ, phụng hoàng cất cánh nam nhi rõ lòng. Sông làng ca gọi nước rồng, chẳng nào nước lớn tàu dòng hết dây. Thinh thinh gió lặng về tây, nhức tàu lấp láng đài mây chập trùng. Nhắc ra nước mắt chảy ròng, quê còn nhị rụng hết dòng tham ô. Bông trăng rạng lặng cơ đồ, nguyệt tà chỗ xám hùng nô bay đầu. Cơ trời đã đỉnh về chiều, dân dương mắc nạn thảm sầu lễ dân. Chăng tàn chăng tựa chăng lành, để cho sao mọc chập chờ chờ qua. Đông thiên gió tạt mưa xa, thương trong lệ hằng hà thấy phơi. Ngồi buồn lẫn bút viết chơi, viết cho ba tánh biết đời lộn ly. Ai làm nên nỗi sầu bi, chồng nam vợ bắt sĩ di gia đình. Ai làm biến cố dạng hình, ai làm đến nỗi gia đình tiêu tan. Buồn buồn lý bầm gian, nhớ lời u lệ lầm than dân lành. Nhân luân không giữ mà hành, chồng che lộn gốc tan tành lê dân. Đời nam đâu phải đời tần, cớ sao đốt sạch chốn dân mới kỳ. Đời nam mình chúa vị kỳ, đời nam đâu có vị kỳ như ai. Gần gần ó cất cánh bay, làm sao ngó lại trở hài khuyên mô. Đố ai mé nhánh cây khô, nó mà lên được hồng ngô thưởng tài. Rượu ngon một chén
rốt hoài, đố ai biết được chí tài chi chi. Bây giờ còn đố đường đi, sợ cho sao phải lỗi mà xuống sông. Tăng chào phế thất gia công, làm cho lũ kiến chòm ông giấy lòn. Hỏi ông năm trước đi thôn bán buôn, quá thật khắp toàn chư châu. Bây giờ ông lại đi đâu, để cho Lê Thứ quản câu móc hàm. Hỏi ông bán cá chở giam, bây giờ ông lại ăn làm nơi đâu. Để cho đá bạc thảm sầu, tới chừng hội ngộ tại lầu Thất Sơn. Hỏi ông coi thử tà lớn, bây giờ ông ở nguồn cơn không toàn. Để cho dân chúng gian nan, chừng nào lập hội minh hoàng vậy ông? Hỏi ông nơi chiếc xuồng giống, làm sao nước mắt còn dòng dài lâu? Chừng nào sống dậy Long Châu? Khuyên ông Kha nói đuôi đầu tôi nghe. Ông rằng trong túi vắng que, mùa xuân thì tới, mùa hè thì lui. Bây giờ thế sự còn vui, chừng gặp tuổi mùi ba tanh biết thân. Chuối non dù ép mấy lần, cao dài lốn ruột có thân khó lòng. Hỏi ông cho rõ ba tòng, chừng nào thoát khỏi cái còng diêm dương? Ông rằng chừng mạc nhà thương ốm bệnh, giấy loạn châu dương ra đời. Hỏi ông cho rõ cơ trời, chừng nào đổi chúa đổi đời vậy ông? Ông rằng trời đất mênh mông, chừng nào đủ sức quan công trở về. Rủ nhau bắt chó đá về, bôi mặt thằng hề bôi mặt chung quân. Hỏi ông cho biết giữa chừng, chừng nào đỡ mặt dựng dưng hao mòn? Ông rằng chưa lộ chữ son, hoàng công mới có chính con dưới trần. Chừng nào thập nhị hiền thần, ngồi yên ra mặt âm thầm mới hay. Hỏi ông cho biết vắng dài, chừng nào nước lớn ông chài ra đây? Ông rằng chú hỏi là nhây, ba màu lặng mất ông thầy sạch trơn. Sao dân chăng lặng nguồn cơn, mực tàn quê lại lắm sơn trở về.
hỏi rằng ông nói linh kê, hai con gà trống nó về con chi. Ông rằng định chỉ bất kỳ, con định con kỳ nó đi con đầu. Hỏi ông cho biết cao sâu, con gà nó gái khúc đầu hay đuôi. Ông rằng chú hỏi cậu vui, nó gái khúc đuôi gà tới khúc đầu. Hỏi ông cho biết chỗ nào con châu pha cống làm sao được về. Ông rằng chú thiệt là quê, châu vàng đụng cho nhà nghề tranh đương. Hỏi thăm cho biết kỹ cương, hai bên quan ải đi đường nào vô. Ông rằng gian trá chết khô, đường nam tương trắng đi vô bất thần. Hỏi ông cho biết thiệt rành, tới đâu trở lại nói rành tôi nghe. Ông rằng thằng ngốc trồng mè, mùa xuân nó tưới mùa hè chết khô. Đường nam có tướng tài mô, ra đi đường bắc nó vô xài thành. Hỏi ông một cõi mấy thành, xin ông nói lại cho rành trước sau. Ông rằng chú hỏi tầm phào, một cây ba nhánh chỗ nào đâu xa. Hỏi ông Đức Phật Thích Ca, ở bên Ấn Độ qua đây làm gì. Ông rằng chú hỏi thiệt kỳ, qua đây giáo đạo vậy thì cho dân. Hỏi ông bơi chiếc xuồng bằng, chừng nào ông xuống chúng dân Nam Kỳ. Ông rằng xuống đó khó đi, nó ưa xuống mái vậy thì chạy mau. Hỏi ông cho biết chỗ nào, tôi bận áo màu nào có chi không. Ông rằng chú hỏi diễn dòng, sợ sao chú gặp quan công bay đầu. Hỏi ông cho dạ bớt sầu, chừng nào ông tiểu ôn hầu ra binh. Ông rằng thằng đó không linh, sợ sao nó phải cua cành gã thay. Hỏi ông cho biết chỗ này, Nam Kỳ một sư mấy thầy dạy dân. Ông rằng tiền cửu hậu thân, cổ nhân có mặt hồn phân trăm hình. Hỏi ông cho biết tâm tình, Nam Kỳ ba xứ thiên đình đỉnh đâu. Ông rằng Nam Bắc một bầu, trước sau trời định Nam Hầu Đế Dương. Hỏi ông rằng mạc nhà thương, điên gì ứng hiện châu dương ra đời.
ông rằng chú hỏi đổi dời kỳ lân phụng gái cơ trời là đây. Đùng đùng ông mặc dở bày thợ săn buôn phái cáo cày rã xương. Ông vàng tàn bóng như tương sắp đụng về nạp châu dương làm đèn. Hỏi ông còn chú thổi kèn bây giờ chú lại đi rèn ở đâu. Ông rằng Nam Bắc một bầu dạng ban vị thải nó chầu vua Minh. Hỏi ông có việc bất bình xin ông phân tỏ tận tình tôi hay. Ông rằng chú hỏi dòng dài tôi sai nó xuống cứu rài chúng sanh. Hỏi ông dạy kẻ tu hành sao ông làm việc bất lành vậy ông. Ông rằng chú thiệt là ngông con cho đường mật mới không ra lời. Tôi cho rồi giọt biết đời đứa nào chịu nổi vậy thời mới nên. Tôi cho cay đắng thiệt bền đứa nào chịu nổi thì nên dân lành. Đứa nào ưa bạc ưa tiền ác hung độc hiểm tôi liền bỏ luôn. Đứa nào giữ giả qua chuông đứa nào không giữ ống vuông bạc đầu. Hỏi ông cho rõ nhiễm màu còn hư ông có buồn rầu hay không. Ông rằng Phật tích tâm không vô duyên thì chịu còn trông nổi gì. Đứa nào mài mực quá lì không cha không má không gì mất công. Hỏi ông một việc diễn dông tu hành đúng lý nên công bực nào. Ông rằng ba bực tu mài tam can chung hiếu bực nào cũng nên. Hỏi rằng đạo Phật tu bền tu không chùa miếu có nên không là. Ông rằng chú quá thiệt thà đạo chúng đạo hiếu hơn hòa ở trên. Hỏi ông mây bực xuống lên tại sao Phật thanh có tên dưới trần. Ông rằng ma quỷ rần rần ghi danh xưng Phật xưng thần dối dân. Hỏi ông tới đó mấy cân tại sao Phật thánh không phân cho rồi. Ông rằng chú hỏi kỳ khôi thánh thời bất chấp Phật thôi vô hình. Hỏi ông tu miếu tu đình tới chừng đắc quả miếu đình thế nào. Ông rằng tu hỗn tu hào tu lường tu gạt tu vào diêm la. Hỏi ông tội tôi bận áo già tôi đi ban sách vậy mà đắng không. Ông rằng chú chẳng có thông
và không cai lý, và không ở ngoài. Và sao chú lại ăn mài, và ăn rau muống trồng khoai ngoài đồng? Hỏi ông cho biết để lòng, chúng sanh cội thế chuỗi đồng nặng tay. Kẻ thời chăm dắt lược cài, kẻ thời chặt tóc kẻ thôi xăm mình. Kẻ thời uống có dạng hình, kẻ thời thắt ống người thời thắt lưng. Ông rằng thế giới tưng bừng, dân Nam bắt trước lưng chân nước ngoài. Thứ này sao chẳng có xài, để cho bèo gấu nó rài phân thay. Hỏi rằng thế giới ngày nay, chừng nào kinh đô dài rài ông phân? Ông rằng mai tạo xây dần, chừng nào đủ tướng đủ thần thì ra. Hỏi ông một việc gần xa, chừng nào nhịn chúa nước nhà hồi quy? Ông rằng chú hỏi làm chi, âm thanh biến động tây quy Phật trời. Chúa công còn hỡi thảm thê, minh hoàng tuổi bé chưa về được đâu. Hỏi ông đã một hồi lâu, bây giờ tôi hỏi đạo màu của ông. Tu hành sám hối dạy công, nội trong ba pháp ông trong pháp nào? Ông rằng chánh pháp cổ chào, từ xưa để lại chỉ vào trong tâm. Hỏi ông tụng niệm sao thành? Ông rằng tụng niệm không tầm lý sâu. Hỏi ông cho rõ đuôi đầu, chữ tâm nó ẩn ở đâu vậy mà? Ông rằng cha hỏi kê cà, thông bà sau cửa chủ nhà tầm dương. Hỏi ông tu niệm đốt hương, lại lên lại xuống Phật thương chăng là? Ông rằng không có chủ nhà, để cho sáu cửa vậy mà quý vô. Dầu mà tụng niệm Nam Mô, niệm bao nhiêu niệm thân khô xác tà. Hỏi ông tầm chú rõ ràng, còn trong tánh thiện lại càng ở đâu? Ông rằng chú hỏi cơ cầu, tánh thương tánh nhớ tánh giàu tánh ăn. Tánh nào làm việc nhỏ nhăn, ấy là tánh quỷ sáu căn loạn rồi. Khi đi khi đứng khi ngồi, thành kính tưởng niệm giấy hồi tạng dương. Hỏi ông một việc cho tường, muốn trừ ngũ quỷ phải nương chỗ nào? Ông rằng bỏ hốn bỏ hào, bỏ hung bỏ dữ bỏ cào bỏ bươi. Bỏ điều hờn giận hố người, bỏ điều tham ác tốt tươi thân mình. Hỏi ông ngũ trược dạng hình,
chẳng hay năm thứ nó rình ở đâu. Ông rằng nạn trượt đứng đầu, ra thêm khổ não buồn rầu là đây. Chúng sanh trần thế tạo gây, nếu ai giúp đặng như thầy khó chi. Hỏi ông trần thế mê ly, làm sao giữ đặng việc thì hỡi ông. Ông rằng tôi cũng khóc ròng, Phật còn mắc nạn người không dễ gì. Xa ông một xa tôi đi, trở về chốn khác tôi thì hỏi thăm. Tưng bừng sáng dậy ầm ầm, ông kêu ông giận cái tâm gán chì. Nam mô hai chữ từ bi, tôi liền trở lại một khi non bồng. Hỏi thăm ông đã chập trùng, chẳng hay có biết mặt hồng có đâu. Làm thính tôi cũng buồn rầu, sơn thần lỗi tiếp ứng hầu lời phân. Nói rằng còn ở am dân, chừng nào tôi giết phong trần sẽ ra. Ông thanh ông tú mặt qua, ông đổ ông trắng ông ra năm nào. Ông ba ông cả còn ngồi, khiến nền dân chúng lỡ bồi khó toan. Mênh mông mặt nước dậy tràn, ai mà chồng quýt lộn hàng với dâu. Trái đời biến bạc non sông, thánh quỷ tại thế quan công phục hồi. Gió trần gương bạc than ôi, 21 tuổi về ngôi yên hùng. Ra hoài lạnh an nguyên nhung, cùng quan đường gia thân chung giúp đời. Nửa sao lấp biển chân trời, đào nguyên một cụm được thời xuống lên. 30 sau cửa một tên, người tu đắc lý được lên thiên đàng. Tam can trung hiếu ráng gìn, chánh nơi tà quỷ cho mình chánh tâm. Cớ thâm thì quả diệt thâm, mình làm mình chịu để lầm cho ai. Người khôn nói đăng văn biết dài, người ngu dậu nói hết bài ít chi. Bớt đời lòng giả tà khi, cho nên gác bút gác thi Phật trời. Vài năm thấy lộ việc đời, con ăn thịt mẹ giấy thời chính ghê. Nhiều điều ưng hiện ê hề, cha con không kể chợ quê tiêu tàn. Chừng nào dân gặp hơn đàn, thì dân mới hết phàn nàn đắng đo. Bây giờ còn mãn cam ro, ráng tu bỏ việc ngỗng cò trắng đen. Cớ sao bèo lộn cùng sen, sen cao bèo thấp không chen được nào. Cản đời xâm xét mưa rào, không tu để giả đắng về non tiếng.
Đời này chê kẻ cùng điên, thấy người sang cả bạc tiền thì chê mê. Gián phu dâm phụ ê chề, không kiến trời Phật khen chê thánh thần. Ai nên biên lọn cõi trần, trăm sầu ngàn thảm mười phần khổ lo. Thanh minh trong tiếc còn non, viết thơ một quyển đặng cho người đời. Nam bàn đây lệnh Phật trời, thiên ân huệ cõi đời đời mới an. Chừng nào mà đặng sửa sang, thì dân Nam Quốc mới an thân mình. Cúi đầu vọng cao thiên đình, cầu xin nhỏ phước thì mình, thì bình cho dân. Nam Mô A Di Đà Phật.